thuyền trưởng Man United làm rõ ý muốn với ban lãnh đạo Quỷ Đỏ sau sự cố bất ngờ ở trận cầu gần nhất. Tối qua, Manchester United chạm trán với Tottenham Hotspur tại Thượng Hải trong khuôn khổ trận thứ tư của tour diều đấu. Quỷ Đỏ là những người vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Anthony Martial. Sang hiệp 2, Lucas Moura sang bàn kết biệt cho Spurs. Tuy vậy, đến phút 80, thắng lợi đã được định đoạt cho thầy trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Khi tài năng trẻ 18 tuổi, Angel Gomez có pha solo ngoạn mục đột phá vòng cấm, phối hợp cùng với Juan Mata trước khi dứt điểm sơ hiểm hóc, ấn định kết quả 2-1. Toàn thắng 4 trận liên tiếp, nhưng United cũng hứng chịu tổn thất nhân sự. Đầu hiệp 2, Eric Bailly chịu chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải rời sân bằng cản. Trung vệ vốn được xem như tử huyệt của United mùa trước và với việc mất Bailly, huấn luyện viên Solskjaer đã quyết định phải chiêu mộ cho bằng được một tân binh ở vị trí này. Người chiến lược gia người Na Uy nhắm đến không ai khác ngoài Harry Maguire của Leicester City. Theo thông tin từ Sky Sports, Solskjaer đã làm rõ với phó chủ tịch Edward Woodward rằng ông muốn câu lạc bộ ký hợp đồng sớm nhất có thể với tuyển thủ Anh. Woodward vừa qua quyết định hủy tham gia tour du đấu để ở lại Anh giải quyết hai thương vụ Sir Longstaff và Maguire. Quỷ Đỏ vốn đã hai lần đặt giá nhưng vẫn chưa thể thuyết phục Leicester. Đội bóng đòi khoảng 80 triệu bảng trả ngay mới chịu nhả trụ cột